Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Ở video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo IROPE của cái sàn Atlas, sàn Việt Nam để các bạn làm nhiệm vụ IROPE các bạn nhận được 20 đồng token nhé Ở đây thì là một cái sự kiện của cái sàn Atlas nó ra cái tích tờ nên là mình sẽ follow cái tích tờ của họ thì mình sẽ nhận được cái kèo là 10 đồng token trên này, này và 10 đồng token HC này nhé thì ở đây thì yêu cầu bạn là thứ nhất là bạn phải có một cái tài khoản mà đã đã đăng ký sàn là VNDC là một này và một cái tài khoản và đã đăng ký cái sàn Atlas này thì ở video mình cũng có rất nhiều các video hướng dẫn các bạn đăng ký ở sàn VNDC nhé đây là một cái đây cũng là một cái iRob này cái iRob mình mới đăng tải video lên hồi sáng nay thì iRob này còn những 30 ngày nữa để các bạn tham gia khi các bạn đăng ký sàn Atlas này thì các bạn sẽ được 10.000 VNDC cộng với cái sự kiện iRoop nó là các bạn là mời bạn bè tham gia được thưởng rất là nhiều VNDC nhé thì cái riêng cái này thì các bạn sự kiện này còn những 30 ngày nữa và cái iRoop của, của video bây giờ mình đang chia sẻ thì à, còn rất ít ngày nhé còn đâu 5 sáu ngày nữa thì nó sẽ kết thúc nhé nên bạn nào mà xem video của ngày hôm nay đấy, cái iRoop này thì các bạn tranh thủ làm ngay nhé đầu tiên là bạn nào mà chưa có cái ví VNDC các bạn vào danh sách phát mình nhé mình có new hết là các bạn là cách để mà tạo cái ví VNDC thì các bạn vào để tạo nhé vì cái iGroup của ngày hôm nay thì cái sự kiện này nó sẽ kết thúc đây các bạn nhìn là thời gian mà tham gia đấy là 7 ngày thôi từ 10 giờ ngày 19 tháng 8 tức là ngày hôm qua hôm nay ngày 20 nhé và nó đến ngày 10 giờ ngày 25 tháng 8 là nó kết thúc nhé nên là các bạn là sớm tranh thủ nhé cái iGroup này nó khác với nó khác với cái thế này nhé các bạn nhé hai cái khác nhau nhé cái này là sự kiện để mà mình đăng ký mình hưởng cái VNDC cũng như là mình mời bạn bè là hưởng là riêng nhé và cái iRob này mình đang chia sẻ cho các bạn là riêng nhé khác biệt nhé iRob này là iRob mà để mà nhận cái token thì bây giờ nó yêu cầu mình là sẽ follow cái ticker của nó đầu tiên ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm này mình sẽ dùng cái tài khoản ticker mình follow thứ nhất là cái trang của Atlas này nhé và cái ticker follow cái của VNDC thì yêu cầu vẫn là các bạn phải có cái tài khoản VNDC và tài khoản ATLAS nhé Rồi cái nhiệm vụ đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ truy cập vào cái trang tích tờ của cái Adnat này nhé Thì mình sẽ để cái đường link ở cái đường link mình sẽ để ở cái trang blog đây các bạn nhìn đây cái blog cá nhân mình mình sẽ để cái đường link cho các bạn truy cập vào cái blog cá, nhân của mình nhé. và các bạn lấy cái liên kết đây. đầu tiên các bạn follow cái tích tờ của Atlas này nhé. thì mình sẽ copy này copy này copy này mình dán vào đây nhé là cái tích tờ của cái sàn Atlas này nhá thì mình kích đây follow này đó mình đã follow nhá rồi các bạn follow xong các bạn làm đúng như mình nhé các bạn kéo xuống này thì mình cần phải chọn một à, hai bài hai bài nhé các bạn nhá đúng hai bài gần nhất của nó thì mình chọn đây các bạn vào đây kích vào cái hai mũi tên mà các bạn nhìn thấy nhá mình đang để nhá rồi các bạn kích bên trên để mà các bạn à, à, tích tờ lại nhá đó rồi đấy là bài đầu tiên nhá còn bài nữa là bài thứ hai nhá các bạn cũng kéo vào hai mũi tên nhá hai mình chọn hai cái bài mới nhất nhé chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chụp ảnh màn hình cái này lại đấy là phải mình phải gửi bằng chứng bằng cách mình chụp ảnh màn hình các bạn nhé mình lại kích vào cái bài thứ hai có hai mũi tên này các bạn lại kích vào tích tờ này lại đó đó nhá Xong thì mình sẽ quay lại cái này mình lấy tiếp này đó là cái nhiệm vụ mình đã hoàn thành cái của Nát. bây giờ đến cái uh, của VNC. mình copy là mình paste sang một cái, cái tab khác đó thì các bạn cũng phải đến VNDC này thì các bạn cũng follow nhá tức là theo dõi đấy rồi các bạn cũng chọn hai cái bài gần nhất của họ nhá ví dụ cái bài này nhá mình cũng kích ở đây các bạn làm đúng như mình nhá làm sai không được không kích ở đây và các bạn kích ở đây nhá đó thì mình chia sẻ cái bài họ đây mà rồi đến bài thứ hai bài gần nhất mình cũng kích hai mũi tên này mình lại kích đây đó nhá rồi bây giờ thì cái nhiệm vụ nữa cuối cùng để các bạn hoàn thành là các bạn sẽ phải truy cập vào cái liên kết này này liên kết này điền form này nhá thì các bạn nên nhớ rằng tất cả những cái liên kết này thì mình để ở cái blog này các bạn truy cập blog của mình là các bạn lấy hết được những đường link nhá đây là cái cái bước thứ ba bước cuối cùng để mình hoàn thành cái nhiệm vụ mình gửi cái form mẫu cho họ đã nhá và mỗi một tài khoản thì các bạn chỉ được sử dụng một lần để mà nhận cái airop thôi chứ các bạn không thể làm được nhiều lần lần đâu nhá rồi khi mà các bạn kích vào cái đường link biểu mẫu này nhá để các bạn gửi cái form mà các bạn vừa làm nhá thì nó sẽ ra cái biểu mẫu như này ở đây ấy, thì à, biểu mẫu này ấy, đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy này là cái mail nhé mail người dùng của cái à, tức là người dùng của cái tài khoản google này ấy, mà các bạn vừa dùng để trên điện thoại hay là máy tính mà các bạn vừa dùng cái tài khoản google này nhá và cái mail thứ hai là cái mail của các bạn đăng ký cái ví vndc để các bạn nhận thưởng ấy nhá đúng cái mail của ví vndc và cái mail thứ ba là cái mail của các bạn đăng ký sàn anat này nhá và cái nữa là cái tài khoản cái link mà các bạn vào phần mà hồ sơ các bạn nhé để copy cái đường link và tài khoản vào twitter các bạn nhé rồi các bạn pass link vào đây nhé và bước thứ bốn là các bạn phải chụp ảnh này chụp ảnh bốn cái màn hình mà các bạn vừa follow đấy nhá đây đầu tiên thì cái, cái cái, trang ở vnc thì bạn sẽ chụp hai cái mình vừa hướng dẫn các bạn đấy đầu tiên bạn kéo hai bài đây một bài mình vừa làm đấy nhá tức là mình chia sẻ nhá, bài thứ hai đây nhá. Thế các bạn phải chụp ảnh làm sao mà nó có cả cái nhìn cả cái màu xanh đang nổi lên đấy nhá. Và cái của Atnat thì các bạn cũng phải chụp hai cái này nhá. Một cái mình vừa follow mới đây. Và đây cái trên này nhá. Đó cái bài cái bài một một bài đây nhá, một bài đây nhá, một bài này, bài thứ hai này. Đây nhá. Các bạn được bốn cái hình ảnh này đấy thì các bạn mới quay về cái điền form này các bạn gửi bốn cái hình ảnh lên đây là hoàn thành rồi mình kích vào gửi là hoàn thành nhé thì bây giờ mình sẽ chụp ảnh từng cái một rồi sau khi mình đã chụp ảnh được bốn uh, cái hình ảnh màn hình này nhá một cái của vndc này hai cái vndc và bên uh, atlas mình cũng một cái này trên này một cái nữa đây là hai cái thì mình chụp ảnh như này các bạn nhé chụp ảnh đây mình ghi rõ luôn này à, uh, atlas một atlas hai vndc một vndc hai cho đỡ nhau mình có thể mở lên cho các bạn xem này đó đây atlas nha mình lách này đó VNC này đây nhá, nó phải lỗi màu xanh nên mình đang chia sẻ đây nhá đó VNC 2 nhá rồi thì bây giờ thì mình sẽ tải bốn cái hình ảnh mà mình vừa chụp ảnh màn hình lên đây nhá thì các bạn bấm vào đây tải form lên nhá rồi ở đây thì mình có bốn hình ảnh mình chụp mình ghi rõ ràng đây AN1 AN2 VNC1 VNC2 mình kích đây open thì nó chuyển lên nhá bạn đợi cho nó load form lên nhá mình kích đây các bạn kích này tải lên nhé đó thì đây mình đã tải là bốn cái lên bốn cái hình ảnh lên thì các bạn phải điền đúng mail như mình hướng dẫn nhé mail đây nhá mail này các bạn điền mail của cái cái mail đầu tiên là mail mà tài khoản google các bạn đang sử dụng không không phải là cái mail vndc mail thứ hai là mail mà các bạn đăng ký cái ví vndc mail thứ ba là mail mà các bạn đăng ký cái tài khoản atlas và mail thứ bốn là là cái địa chỉ thứ bốn thì các bạn sẽ vào cái tích tờ các bạn nhé đây các bạn vào tích tờ này các bạn vào chỗ hồ sơ các bạn nhé đó vào hồ sơ này nhé thì đây là cái tài khoản mà các bạn đã liên kết với tích tờ này thì các bạn copy này nhé bôi đen copy hết này sao chép này sao chép thì quay lại cái form này thì mình sẽ dán cái tài khoản tích tờ mình vào đây nhá cái liên kết đấy nhá mình dán này đó và các bạn phải ghi hết mail nhá sau khi mà ghi hết mail rồi các bạn kích vào bấm vào cái nút cuối là gửi rồi và bây giờ mình kiểm tra hết thông tin thì mình sẽ kích vào gửi và các bạn lưu ý là đối với cái đồng token của của VNDC ấy, đồng token của VNDC thì nó sẽ gửi vào cái tài khoản VNDC của các bạn và đối với cái token cần của sàn nát thì nó sẽ gửi vào tài khoản Adnat của các bạn nhé nên là các bạn phải điền đúng mail như mình hướng dẫn nhé ở cái form điền mẫu này mail nào của uh, sàn nào các bạn uh, điền đúng vào nhé hoặc là các bạn lấy một mail đấy mà các bạn đăng ký cả Atlas lẫn VNDC thì các bạn điền đúng như vậy là được nhá rồi bây giờ mình kích vào nút gửi nhá rồi như vậy là mình đã hoàn thành đây câu trả lời của bạn đã được ghi lại nha mình đã hoàn thành cái airdrop rồi nhá mà mình cũng đã hướng dẫn các bạn rất là chi tiết thì các bạn cố gắng xem hết video nó rất là ngắn thôi để các bạn hiểu và các bạn làm cho đúng nhé không tránh cái trường hợp các bạn làm sai vừa mất công rồi các bạn lại không được hưởng cái token từ cái sự kiện airdrop này nhá rồi thì đây là hai cái sự kiện rất là hay một là cái sự kiện airdrop mình đang chia sẻ các bạn để nhận cái đồng token đây ngoài cái việc mà mình follow tích tờ ra nhá và cái sự kiện nữa là mình đăng ký sàn atlas mình sẽ được nhận cái vndc là 10k vndc và cái việc mà mình mời bạn bè thì mình mời nó sẽ đạt theo cái mốc nhá từ 10 người đến từ 4 10 người là mỗi một lượt mời từ 4 mốc 4 đến 10 người là mỗi một lượt mời các bạn sẽ được hưởng là 20 000 viên và từ 10 người đến 20 người thì nó sẽ theo cái mốc đó để nó căn cứ được hưởng 25.000 viên cho mỗi một lượt mời và càng lên cao thì nó càng được hưởng nhiều và cái người mà chiến thắng đầu tiên sẽ được nhận tới 50 triệu viên DC nhé đó thì hai cái sự kiện này là hai sự kiện là rất là hay của cái sàn nát nhé thì cái sàn nát này nó là một cái sàn rất là hay để cho các bạn là giao dịch mua bán quay ở trên đây đấy nhé và mình cũng có thể rút luôn từ cái số quay của mình quy ra cái tài khoản là USD và đổi sang Việt Nam đồng thì các bạn rút về tài khoản ATM của các bạn nhé rồi và video mình làm ở đây cũng xin là kết thúc các bạn thấy hữu ích thì đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là cập nhật các video mới nhất của mình nha xin cảm ơn